Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp robot cũng như cày thuê, hãy truy cập ngay shoprobot.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Beast Farm Simulator nha. Mấy ngày gần đây thì hơi bận các bạn cho nên không có thời gian quay video nhiều. Thì hôm nay chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tựa game Beast Farm. Và như tiêu đề video bạn thấy, cuối cùng thì sau vài năm chơi tựa game này cũng gần 3 năm rồi ha, gần kỷ niệm 3 năm của tựa game Beast rồi, chúng ta đã có thể crafting được vật phẩm xịn sò nhất, mắc tiền nhất và khó nhất, đó chính là đôi giày Gumby Boots. Thiệt ra là đối với bạn nào mà chơi tựa game này thường xuyên á, chắc tốn khoảng đâu 8 tháng hoặc 9 tháng thôi nếu các bạn ngày nào cũng chơi nha. 8 tháng tới 9 tháng mà cao cao lắm 1 năm đi, siêng năng cày cuốc thì các bạn đã có thể crafting được Gumby Boots rồi. Còn đa số chủ yếu là mình review hướng dẫn thôi. Nên tới bây giờ gần 3 năm thì chúng ta mới có thể mua được đôi giày Gumby Boots. Giá mà cách đây 2 tuần, tại vì sự kiện Beastmas 2020 đã kết thúc hơn 2 tuần rồi. Giá mà lúc trước mình xuyên thì có thể là nhiệm vụ Beastmas mình cũng đã phát triển hơn, cũng đã hoàn thành được nhiều hơn. Hơi buồn nhất là nhiệm vụ Gummy Bear. Gummy Bear đã xong hết từ trên dưới rồi, chỉ còn thiếu khoảng tầm 30 tỷ gu nữa thôi. Rồi thì mình sẽ cùng nói sơ qua về cái nguyên liệu crafting của Gummy Boots nha. Chúng ta cần 999 glue. Hiện tại mình đã có 944 nè, và đương nhiên mình đã thủ sẵn những cái biện pháp để trong video này mình có 999 rồi. Blue Extract, Red Extract, mọi cái là 300. Hồi trước có 250 thôi, bây giờ lên 300. Glitter cũng là 300. Thì glue là một vật phẩm có rất là nhiều cách kiếm, mà cách kiếm dễ nhất là chúng ta đi vô chỗ con Gummy Bee, vô con Gummy Bear. Có một cái máy dispenser trong đó và nó sẽ cho các bạn 5 glue mỗi ngày. Thì cái glue nó cũng sẽ tỷ lệ với lại số lượng bát các bạn hoàn thành nha. Các bạn thấy chỗ này không? Glue bát 1, 2, 3, 4, 5. Khi nào bạn hoàn thành tới mức cuối cùng thì mỗi 24 tiếng đi, cho trung bình 24 tiếng, các bạn đi vô chỗ con máy đó, nó cho các bạn 5 glue. Còn nếu bạn yếu hơn thì cho bạn số lượng glue ít hơn. Và cái cách dễ nhất trong tựa game này là chúng ta crafting nha. Đây mình còn 1, 2, 3, 4. 4 glue nữa là được 62 rồi, 23 phút ha, treo máy 23 phút. Hoặc là mình speed up với lại 5 ticket. Không biết ticket còn không ta? Còn 53 nè. Speed up. Tan 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 tan. Như vậy là số glue mình đã trên 999 rồi. Yay. Treo máy khá là ghê nha. Dùng ticket cũng được, nhưng mà ticket mình bị hụt với bạn. Nếu bạn không nhớ thì hồi Beastmas 2020, cái số ticket của mình có tới gần 4.000 ticket lần. Nhưng mà nó bay hết trơn rồi. Nó bay vào cái cổ máy nè. Nếu bạn chưa biết thì bên góc này nó cho chúng ta một cái cổ máy 3 ticket. À nhầm, 1 ticket đổi được 3 gem drop. Thì mình dùng hết 3.000 máy, 4.000 ticket đó mình đổi hơn 15.000, gần 15.000 gem drop. Sau đó vô cái chỗ crafting và crafting mấy trăm cái clue ấy. Cái chờ online trong game là một cái thời gian nó cực kỳ lâu ha. Thì nếu bay to win thì chúng ta mua robot cho nó nhanh cũng được. 500 ticket là 1.700 nè, 100 ticket là 100 nè. Nói vậy chứ mình cũng phải dùng tiền khá là nhiều để lên chỗ cái máy ticket này hả. Để mà mua một ticket hiện tại của mình, chúng ta phải tốn số tiền 117 triệu. Hồi trước là có 50 mấy triệu thôi, các bạn mua cứ tăng dần, và số lượng tăng dần này nó không giới hạn đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính nào. Đi vô crafting đôi giày Gummy Boot. Oh yeah. Nhớ để một like và cho mình xin một đăng ký nếu các bạn chưa đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vô trong này ha, sử dụng một gum rớp cái gì vậy? Đứng không ngay à? Rồi vô rồi. Đây. Đây chính là cổ máy đây. Nó tùy thuộc vào cái bát của mình ha, cao nhất là 5 clue mỗi 24 tiếng, trắng sáng tất cả, 100 tỷ, 999 clue, 300 blue extract và red extract, 300 liter. Nó cho mình cái gì? Nó cho mình cộng 25% gu, 10% pollen, nhân 2 convert rate ở cái tổ, 10% số tấn công những con bi, 50% honey từ token. Nó cho mình 15 điểm movement collection. Nếu các bạn chưa biết movement collection là gì á, nghĩa là khi mình chạy lên cánh đồng thì đồng thời đôi giày của mình đi tới đâu nó sẽ collect pollen tới đó luôn, vừa chạy vừa có tiền các bạn. Có hai chức năng bát siêu nha. Một là coconut husk, nghĩa là sao? Nghĩa là đôi giày này nó bao gồm luôn đôi giày dừa, còn cái việc mạnh hơn thì đương nhiên rồi. Và một chức năng bát siêu cuối cùng đó là gu trail. Nó cũng giống như là chức năng movement collection á, nghĩa là vừa chạy vừa có tiền. Thì chức năng gu trail này các bạn vừa chạy nó sẽ nhả gum rub. 3, 2, 1. Tan 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 tan. Wow, good job man. Rồi, nhận 5 clue nè. Reset. Ấy da, ấy da, tôi vừa mới quên một điều đó. Chính là mình đổi qua đôi giày Gummy Boots. Tại sao tôi không đổi mặt nạ Gummy Mask luôn? Combo là phải như vậy. Đó, Gummy Mask và Gummy Boots. Reset lần nữa ha. Bên cạnh cái việc các bạn nhận được 5 clue ở trong cái máy cổ máy kia ấy, thì nó cho mình thêm 3 phút unlimited gum rub. Trong 3 phút đó, đi tới cánh đồng nào các bạn muốn, thả không giới hạn gum rub. Đây mình vừa thả số 5 đây. Chúng ta sẽ thêm một cái Tropical Green Oil để cho những cái chú ong của mình nó farm mạnh hơn. Hiện tại thì mình nghĩ là mình full combo rồi đấy. Tại vì mình có một chức năng của ngôi sao nữa, đó là Gummy Star. Chức năng của Gummy Star như một cái ba lô vậy các bạn. Khi mà nó kích hoạt được Gummy Star thì nó sẽ cho chúng ta những cái pollen, theo mình nhớ không nhầm nha, những cái pollen mà chúng ta farm được từ gum rub ấy,
là từ những cái lớp phấn như vậy nè, thì nó sẽ chui và tích trữ trong cái gummy star đó. Đây 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 đây, các bạn thấy cái số nó nhảy không? 2 triệu, 3 triệu, thì đó chính là cái lượng pollen của mình farm từ cái gu. Nó sẽ chứa trong ngôi sao đó, hỗ trợ chúng ta về sức chứa ba lô nhân 2 white capacity luôn, 2 × 2 white capacity cộng 10 gu conversion và nhân 1.15 gu trong hình như 30 giây thì phải. Thì hết thời gian của cái búp đó nó sẽ nổ, nó sẽ nổ ra cho chúng ta số lượng gum rub tương đương, ở đây mình là 8 rồi, nổ mất tiêu rồi. Thì nó sẽ cho mình 8 cái token gum rub, cũng như là cái lượng pollen chứa từ ngôi sao đó nó sẽ biến thành những cái honey token, và mình ăn thì đương nhiên nó sẽ biến thành tiền thôi. Rồi hết rồi nè, tắt xuống, uổng các bạn. Mà tính ra bây giờ mình cũng đâu có cần phải xài gum rub ở đâu. Gum rub mình chỉ tích trữ để mình mua gummy boost bữa giờ thôi. Nên chắc bây giờ mình cũng có thể thoải mái để xài cái gum rub này rồi ha. Thì nếu bạn chưa biết á, thì năm nay B-Swarm Admin nói là không tham gia vào AdHunt, nhưng mà mình nghĩ là tháng 4 năm nay là AdHunt bắt đầu, thì B-Swarm cũng sẽ cho chúng ta một cái cập nhật mới. Và lại nghe đồn là cập nhật mới Admin sẽ cho chúng ta một con ong event, hoặc là một con ong gì đó mystic thiên về màu xanh dương, do cái màu xanh dương trong cái tựa game này không được ưu ái cho lắm. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung video này. Trong video này mình đã cho bạn coi sau bao lâu cuối cùng mình đã mua được đôi giày Gummy Boost. Có thời gian mình sẽ làm một video test cho bạn coi chúng ta có thể farm được như thế nào. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.